Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến với kênh Vân Family Cuộc Sống Mỹ. Con đường trước mặt là con đường Ellis và hiện tại Vân đang ở một cái nông trại có tên là Smith. Và nông trại này thuộc thành phố Falcon Valley nha. Căn nhà đó là nơi mà họ bày bán những cái loại rau củ quả trái cây mà họ trồng trọt được trong cái nông trại. Và phía hai bên này á, thì có nhiều loại cây cam, quýt, rồi chuối, rồi hoa. Và họ không có cho mình hái đâu nha. Khi mà Vân tới đây á, Vân hỏi họ thì đây không phải là cái nông trại để mà cho mình tham quan, mình hái và tính tiền. Cho nên Vân chỉ xin vô để mà tham quan và quay video thôi. Thì ngay cái khúc này á, là họ có những cái luống rau nhưng mà họ không có chăm sóc lắm. Vân thấy nó có vẻ như sơ sát quá. Nhưng mà tiến sâu ở bên trong á, phía bên trái và bên phải là người ta trồng rất là nhiều những cái luống dâu. Dâu đang là ra trái, đang là rộ nè, đỏ mọng và nhìn rất là tươi ngon. Dâu thì người ta có thể trồng ở dưới đất như mọi người đang thấy, và người ta trồng ở trên giàn. Và dĩ nhiên ở trên giàn thì nó sẽ sạch sẽ hơn, bởi vì nó sẽ không có bị dăng những cái đất cát khi mà người ta di chuyển để mà chăm sóc. Bây giờ mình sẽ tiến vô mình coi những cái trái dâu đỏ mọng dưới ánh nắng mặt trời này ha. Đó, mọi người thấy không? Hoa thì trắng, trái thì đang là rộ chín nè. Vẫn thấy trái dâu ở đây nó to lắm. Chỉ tiếc là mình không có được hái ha. Mình chỉ có ngắm nhìn nó thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Lần đầu tiên trong đời Vân đi tham quan và đứng ở trong những cái luống dâu như thế này. Trái dâu đỏ mọng ngon ơi là ngon luôn. Nếu như mình đi chợ hay siêu thị thì mua dễ dàng rồi, và giá rất là rẻ, rẻ hơn rất nhiều khi mà mình mua dâu Đà Lạt ở Việt Nam. Nhưng mà cái cảm giác nó sẽ khác chứ mọi người. Mình được tận mắt nè, được cầm cái trái dâu nó đang còn nguyên ở cây á. Đó là lý do vì sao mà ở Đà Lạt người ta vẫn hay có vườn dâu cho mọi người tới tham quan và hái nè. Và mình thấy ai cũng thích thú với cái trải nghiệm đi hái dâu trực tiếp. Đó, cầm là phải nâng niu nha, tại vì công sức của người nông dân họ làm ra, trồng trọt ra đó.
Ở đây là luống su hào trắng và su hào tím nè. Và chia sẻ đến mọi người, đây là một số cái cây bông atiso nha. Ở Việt Nam mình nó bông atiso tươi, rồi bông atiso mà đã được bào mỏng rồi sấy ấy, rồi mình sẽ pha trà uống để mà cho dễ ngủ nè và tốt cho sức khỏe nữa. Thì ở bên này mới thấy ở ngoài chợ người ta cũng có bán những từng bông như vậy, và giá nó khoảng cỡ $1 cho một bông nè. Thì hôm nay mình được nhìn cận cảnh luôn nha. Còn phía bên này là cái dàn đậu ngọt. Lúc đầu mình không để ý đâu, mình nhìn xa xa mình không có nhìn thấy rõ. Đến khi mà nhìn lại thì nó là đậu ngọt này. Và video ngày hôm nay cũng đã sắp kết thúc rồi. Một video ngắn chia sẻ một cái nông trại có những cái loại rau củ quả, có dâu và có bông atiso cũng khá là hay. Thì cái nông trại này nó ngay thành phố Fountain Valley, từ nhà Vân lái xe chỉ khoảng cỡ 15 phút thôi. Bây giờ mình sẽ đi ngược ra nha, và Vân cũng quay kỹ hơn những cái cây ở trong cái khu nông trại này. Và tuyệt đối là không được hái nha, họ không có đề cái bảng cho mình biết rồi đó. Đằng xa này có một cái cây hoa, Vân nhớ chừng là đó là cái cây hoa lê đó, nhìn hoa đẹp lắm nha. Và có những cái cây quýt đang là sai trái nữa. Và bây giờ Vân xin chào mọi người, hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.